Những tiếng gọi cha như đứa trẻ lên ba của cô gái xinh đẹp vừa tròn 26 tuổi khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Những cái ôm thấm thiết của hai cha con cùng chung số phận khiến cho những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng không cầm được nước mắt vào giây phút này. Trong căn nhà nhỏ lạnh lẽo giữa khu nghề địa âm u, dường như ấm lại bởi tình cảm của các thành viên trong gia đình dành cho nhau, Tú đã cảm nhận rất rõ sự hy sinh tảo tần của mẹ khi phải chăm sóc cho mình và tình cảm ấm áp của cha khi nhiều đêm anh dứa cầu mong một phép lạ từ mẹ Quan Âm sẽ cứu độ con mình. Và bây giờ mời cả nhà hãy nghe tiếp câu chuyện của gia đình Tú, một cô gái xinh đẹp nhưng bất hạnh. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây là ngôi nhà của em Tú, người mà mắc một cái căn bệnh lạ, sau đó người chồng bỏ ra đi. Có nhiều cô bác quý anh chị là khán giả khi mà xem kênh gần á, cho rằng là Tú là bị một cái căn bệnh về tâm linh. Và chuyện mà chữa trị cái căn bệnh về tâm linh nó như thế nào thì hôm nay Bùi Hồ sẽ trực tiếp hỏi mẹ của Tú là chị Dứa về việc điều trị của em như thế nào. Và mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Và hôm nay thì quay trở lại đây để thăm lại hoàn cảnh của em Tú cũng như là gia đình của chị Dứa nha mọi người. Dạ, chào chị. Không, để cho Tú ngủ hả chị? Dạ. Ô, ngủ đi anh. Ngủ đi. Em dưới rồi. Cho em đeo này vô. Dạ. Đúng 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 đúng. Ngủ má rất dị hả anh? Nè, phải là nè, đừng đụng nó ra. Ờ. Đụng nó la. La hả chị? Không ngủ, ban đêm không ngủ. Ban đêm không ngủ hả? Ngủ chứ, ngủ tao dặn dạng là một giờ mấy gì thức kia là tới sáng không đó. Dạ hả? Không ngủ chứ, ngủ ngày không à. Nó thân nhất, mỏi. Không ngày có lấy thuốc men dữ không chị Dư? Có. Nó thăng nhức này, nó thăng nhức tay, nhức lưng, ban đêm dỗ bóp như thế này. Có thuốc đâu có gì bỏ tưởng nào đâu. Ê hả? Lấy thuốc ở Cà Mau hả? Cà Mau. À. Cái ngay chỗ mà gần qua bến xe, chỗ có gì? Ở chỗ quận 6 mình đó, là thuốc ở ta cấp, thì chị mua thêm. Mỗi ngày lấy nhiêu tiền chị? À, cái đó lấy tháng. Ừ. Rồi chị mua thêm hàng tháng ở ngoài cỡ 300 mấy á. Yeah. À, hai đứa 300 mấy. Còn hai đứa đó trong nhà nước nó phát á, là mình ở ngoài mua đâu có. Chị nói mấy tháng? 300 mấy là... 300 mấy một tháng. Tháng thì... Sụt dữ rồi. Tại vì hai viên bệnh nặng đó là nhà nước giờ cấp. Rồi mình mua ngoài. Nhưng bệnh vội gì mà cấp? Không phải, giật. Thấy thuốc coi giật, cái chống giật á. Không thuốc nữa. Giờ đó gì mình đã nhận. Em nghe nói là cái căn bệnh của Tú là khi mà có chồng là nó sẽ bị giật nhiều hả? Đúng không? Thì chị cũng không biết mà sao mà gã mấy tháng nó phát nó còn cung nhiều quá, mà chồng nó bỏ. Ờ. À. Anh dứa là anh thích là ngày xưa là đâu có đúng không? Không có, cũng cái gan gì đó. Mập bỏ. Mập gì đó. Thì chồng bà. Nó mập, mập lắm. Chào anh không? Chào. Giờ này mới về. Mới về. Nó mập bọt. Chẳng. Hai giờ chồng đi nó dơ mà. Đi căn ngoài nè. Con chào anh đây. Con chào anh. Con chào đây. Ê. Dễ thức lắm. Ngủ dễ thức ngủ chờ lắm. Thôi là nó thích này. Nhưng biết không? Nhớ anh không? Nhớ không? Nhớ. Nhớ hả chị? Nhớ. À, có một số người ta nói là nhìn thấy căn bệnh của Tú giống như là một cái căn bệnh về tâm linh. Thì nhưng mà gia đình của mình là bệnh này là di truyền đúng không chị chứ? Di truyền. Ở bên nội có mấy người bị? Ở bên nội là ở trong cống đó nha. Là chị em bà nó chết hết luôn rồi đó. Vậy hả? Người bác của ông này nè. Người bác thứ hai là hết trơn luôn, không còn người nào hết. Chết hết rồi. Chết hết, bây giờ còn người ai người. Lớn tuổi không?
Con cháu làm tuổi hôm nay giật rồi. Cũng giật gì đây nè. Bây giờ hơi hơi gì đây hết nè. Là tổng cộng bên nội bao nhiêu người bị? Bên nội là nguyên một gánh mắt hai luôn. Rồi nguyên một đó là bên mấy cô chống là cái gì không? Bà dạ. cô cậu ở Trung Bắc. Bên cô sao? Không có, bên kia, ở trong cống. Bà con. Bà con chú bắt buộc. Là nhiều lắm, nhiều người lắm chết hết trơn. Chết hết luôn. Ừ. Chết trẻ hết luôn. Không có người nào mà xem trẻ như anh em này là có lên trong này. Bên nội. Còn bên bắt con mắt hai là bị hết trơn, không còn người nào. Còn bên đó cũng hết trơn luôn. Giờ con còn có bà giật đi đó, đi xin ăn đó. Đừng con đừng có khóc. Con đừng có la. Thấy không? Con đừng có la, nằm chết em rồi. Nó có tiền trị dữ lắm. Chị dữ lắm. Chị... Có tiền trị vẫn không hết không đúng không? Hết. Chị thấy tội nghiệp nó là chị đi ha. Chị đi thầy ha, đợt đó là chị đi mà hộ ở trên Sài Gòn, bà ngoại nó nhà lén á. Lén là chị cũng đi chỉ chứ mà bà ngoại không tin. Bà ngoại dám đi mướn rước ông thầy lại ha, là hô ăn bảy mắt con chó mực. Chó mực gì đó. Nước thầy trị hả? Rồi chị rồi tới nhà luôn là thầy nói là bệnh gì? Ông thầy nói gì cũng bị tâm linh đó. Cái nói vậy là hết. Là ăn là 7 triệu. Cái đưa ổng trước hơn nữa tiền rồi. 3 triệu rưỡi. Ổng làm cũng không hết nữa. Ổng làm cái gì? Ổng làm mà ổng làm lại ổng cúng giải ông gì là có chị đi Sài Gòn bằng hồi năm 2 năm về trước á. Dạ. Chị đi Sài Gòn bằng hồ chị không có nhà ngoài đó làm. Rồi cũng cúng đầu nó làm lắm như chục nó lên rồi kia nọ vậy đó. Mà không hết. Cái ổng mới nói là đợt này bằng như kiểu ổng không được như ý quý muốn vậy đó. Đưa tiền thêm ổng bằng nữa mới được. Là nhiêu? Thêm nhiêu nữa đó, như mấy nhiêu triệu đó. Rồi chị nó không có được đâu, chị đi gọi hết trơn rồi. Mà không có hết. Chị đi nhiều nói đi nhiều nữa. Hỏi ông thì làm rồi hết bệnh không? Làm hết bệnh không? Cái ổng nói hết không mà ai nói thấy là hết liền chứ đâu có nghĩ là không hết đâu cưng. Rồi cái có ông thầy kia nữa, chị mới đi với ông thầy kia nữa. Cái ông thầy kia nó chắc cú là ông làm hết. Cái ổng mới nói là tối là cho làm là tối là phải chị với Tú là ở chồng. Còn cha không cho ở, cho chỉ đàn bà ở thôi. Không có cho đàn ông ở. Rồi bà nội lúc đó bà nội còn sống, bà nội không cho. Bà nội... Ông thầy nó nói vậy đó hả? Ừ. Rồi bà nội lúc đó bà nội còn sống, bà nội lanh hơn bà ngoại dữ lắm. Bà nội như bà nội biết, bà ngoại gì với khờ dữ lắm. Rồi cuối cùng là trị hết bao nhiêu tiền? Ông thầy đó chưa, mới kêu ở ban đêm không mà. Ở đâu, ở ban đêm là ở đâu? Ở nhà ông thầy luôn. Trời. Ở đó không cho về, cái chị nói như ban ngày uống thuốc là 7 tiếng. Ở trong nhà thầy luôn? Ở trong nhà thầy luôn. Rồi chị mới nói thôi bây giờ gia đình 6-7 giờ 7-8 giờ gì thầy cho uống thuốc men gì đó. Rồi đằng này em xin về vậy đó, rồi sáng vô sớm. Không cho, rồi bà nội nó không cho. Nhiều thầy lắm, đi nhiều thầy lắm. Nhưng mà nếu như mà ở lại chị đâu biết chuyện gì xảy ra đâu đúng không? Đúng rồi, mà không hết đâu, dễ gì chị biết là không hết nữa. Cái lúc nó còn ngồi xe được, chị chở đi tuốt ở trên xúc chéo mà vô trong ruộng sâu chổng á. Đi vô chổng á. Rồi ngày nào cũng đi chổng luôn mà nó nghe thầy bà này cũng chị gì đó. Hai mẹ con đi té xe cũng chết luôn vậy đó, đi rồi cũng có hết đâu. Vậy là tổng cộng là chị đã chạy rất nhiều thầy về cái phương thuốc mà trị về tâm linh. Nhưng mà vẫn không hết đúng không? Nhiều. Rồi có giờ người ta chỉ là đi lên ông thầy ở đâu mà xa hơn ở Sài Gòn, ở đâu xa lắm. Ông kia ổng đi về, ổng bị giật á. Cái ổng cũng đi về, ổng chỉ đi, chị nói trời ơi đi kiểu đó không có tiền đâu mà đi. Đi là như kiểu bao xe đi rồi đi vô ruộng. Rồi có đường này mình đi xe con vô chứ không có đi xe lớn được nữa. Dạ. Cái chị nói trời bệnh này không hết đâu, tại vì người ta thấy gì nó hết cái bệnh này không hết. Chị đi tìm đúng chứ ngay. Vậy là rất là nhiều thầy, nhưng mà có tổng cộng là tốn hết bao nhiêu tiền về thầy bà? Nhiều lắm, không biết nhiêu tiền, nhưng người ta nói là không ăn tiền, phải không? Mà có cái ông trên đó ăn tiền, còn ông thầy là dài ông thầy này là nó không ăn tiền, là như người ta kêu mình mua này, mua kia cũng rồi dắt dông, rồi dắt cái vô chùa gửi, dắt cái vô chùa ở dưới qua cua đó ha, rồi dắt cái vô chùa, à, chùa gì không? Chùa Liên Hoa, chảnh nữa, rồi qua bên sông nữa. Rồi dắt vô gửi, rồi mua đồ phải cúng, mình gửi tiền người ta phải ta cúng hàng ngày. Nhiều lắm, nhiều tiền lắm. Nó đi nhiều lắm. Chị có cái bệnh án của Tú không? Có. Cho em xem nữa. Bệnh án nhiều lắm. Giấy tờ nó bệnh nhóc hết trơn.
Những các thầy thì các thầy kêu là bị bệnh gì chị? Thì người ta nói bị người ta nhập. Bị người ta nhập không? Các thầy thì nói là bị nhập. Bị nhập. Và phải trị vào ban đêm. Trị ban đêm. Hoặc là uống máu chó mực. Uống máu đúng rồi. Không, ông lấy chó mực, ông làm gì chứ ông không cho mình uống. Dạ. Nhưng mà ông có lấy máu chó mực thiệt không? Không, ông nói gì chứ ông đâu có, ông ăn tiền mình mà. Với bệnh à, với bệnh ở Biên Hòa luôn á. Do một số thông tin đó cô bác anh chị, vì những cái thông tin cá nhân thì Bùi Hồ không thể nào mà chia sẻ cho cô bác anh chị biết được. Nhưng mà ở đây có một cái giấy của bệnh viện Đa Khoa Cà Mau thì chẩn đoán là bị động kinh, rồi viêm phổi, thủy đậu và một cái căn bệnh mà nó liên quan đến trực tiếp đến gây cho Tú về cái tình trạng hiện tại á, là bệnh bại não và động kinh. Đúng rồi. Tại vì bệnh, cái căn bệnh bại não này thì nó làm cho tay chân phải co rút như vậy. Thật ra thì chuyện tâm linh á, là một cái câu chuyện nó hiện hữu thật trong cuộc sống. Có những câu chuyện mình không bao giờ mà mình không tin, mình không được. Nhưng mà để mà kiểu mà mê tín á, thì nó sẽ khác. Khi mà mình sự thiếu hiểu biết của mình mê tín thì có thể ảnh hưởng về tiền bạc, này, thậm chí là về cả tinh thần. Ví dụ như nghe chị Dứa kể là cái câu chuyện mà uống 7 máu chó mực chị tốn hết 7 triệu rồi đó, là một cái câu chuyện nè. Câu chuyện thứ hai là ông thầy thuốc là phải kêu về trị bệnh về ban đêm. Thì anh chị ban ha đêm. Trời ơi, là phải đàn bà ở, đàn ông ở không có cho ở. Sao vậy, hỏi ổng sao vậy? Ổng không có nói. Rồi kêu chồng phải về luôn hay sao? Chồng kêu chồng về. Kêu chồng về nhà luôn. Thôi được rồi, dẹp cái này đi chị, em đã biết rồi. Có nghĩa là kêu anh Dứa rồi. Không cho ổng lại ở lại. Không cho ở lại luôn. Mà nhà ông thầy ở trong đồng hay đâu? Ông ruộng sâu xa luôn. Ủa vậy hả? Ôi em đoán đúng rồi không? Chút xíu là nếu như mà ấy là tiền mất và tật mang nha. Vừa đi chị thầy mà vừa đi bác sĩ, chứ không phải mà con mình đi thầy không đâu, bị gì bên nội nó sẽ đi bị gì đó. Đúng rồi, mình phải nắm được đây là một cái căn bệnh di truyền mà. Di truyền mình chị sáng tiếng lắm, chị lên bác sĩ ha. Chị hỏi ha, là bác sĩ chẩn đoán không ra bệnh, cái chị mới nói thế hỏi với bên nội có ai bị gì không, bên ngoại mới hỏi bên ngoại. Cái nói bên ngoại không có bị chứ nó là bên nội chị bị gì đó là nhiều người bị lắm. Chứ không phải ông nội nè, ông cha ông này, rồi ông cố ông này nè, rồi con mấy chú mấy bác thì bị nhiều lắm. Như kiểu chung dòng máu đó, chung dòng máu là bị á. Có nghĩa là chung dòng máu là bị chung hết à? Chung dòng máu là bị hết. Cô cháu bệnh nè. Cô Sáu là con gái. Có anh em của cha ông này là bị hết trơn luôn, không còn người nào, mấy cô là bị hết luôn. Là còn có ơn cô Sáu à. Sao bà không có đi? Ngày nào cũng giấy trời hoặc mẹ nó mãi hết hả? Ê bên gia mẹ giá là có tiếng đồng hồ luôn. Anh giấy hả? Giấy bằng Nam Hải. Giấy là giấc sáng. Hồi đó giờ có gặp mẹ Nam Hải, có đi mẹ Nam Hải không anh? Ngày đó đi trời, mình đã đi nho nó bệnh đó. Người là anh giấy lần có tiếng luôn. Giấy là sao? Mấy quận gì đó? Mua nước mía, ban đêm thì nước mía như nước. Ban đêm 10 giờ. 10 giờ hả? Nước mía nó lọc cúng. 10 giờ giấy quận nữa. Giá hay sao đâu, anh có thể làm cho em xem thôi. Giá sao? Nhưng như là có tình thương thì nó có 17 được. Có như là tình mơ. Có một là mới sinh nhà dùm. Tưởng chứ có mình về. Rồi giết tới con tôi cũng đâu 26 được. Nè thử, có một là tôi xin về bắt đó có ngon ngủ được. Đi đi ngoài rồi. Có ngon hết bệnh, có mua cũng mẹ nó mày. Để bắt chết cái chạy bắt thì cái con hết bệnh. Con tôi 20. Giống giấy quận, cái đó hay làm nhiều quận. Nhiều kiểu chỗ là nhiều quận, chỗ là nhiều quận đó. Tề Phật chứ mấy mẹ nó mãi. Tề Phật mấy mẹ nó mãi nữa bên sao. Đó, ngày nào cũng đi. Đi con mà ăn uống được, đi đứng được. Thì mình cúng trái cây. Tề Phật cũng mới tề Phật trước được. Cho nên tề chỉ có Phật tâm đẹp trời. Nên ngày 24 rồi. Nên từ năm mới nhờ lỡ thôi. Tôi đang buôn bể. Bắc Ninh là nhiều quận. Đó tôi cũng nó 26. Tôi ăn nước lọc, ông nước lọc hay nước mía gì trời. Tôi ngon ngủ, đi đứng đằng phải là bệnh tiêu.
mình mua cuốn trái cây về rồi. Mình đôi con ăn ngon rồi, đi đi, ăn ngon rồi được thôi. Suốt vậy đó. Mình bao nhiêu mẹ năm hai? Một chỗ là bao nhiêu quận, một chỗ là bao nhiêu quận rồi đó, cho em xin ra lâu. Mặc dù là cái tiếng nói của anh thích nó có vẻ là khó khăn, nhưng mà đâu đó được rằng là Bùi Hồ có nghe như thế này nè, giái mẹ Nam Hải rằng là cho con của tôi thì Cẩm Tú mau mạnh khỏe, mau hết bệnh thì anh sẽ phát tâm, anh sẽ có thể là anh đi tu, đúng không? Có pháp danh trong chùa. Bây giờ đi tu. Có pháp danh là thiện đi đứng nguyện vẽ cũng chơi kịch. Cũng chơi kịch, yêu cầu con ăn ngon mình được. Rồi cha mẹ nói bớt, thấy cha mẹ cũng chơi. Vậy tên anh trước, tên tên con. Tên anh trước. Mấy tên con thì giật. Ủa mà Tú bữa nay ít giật hơn đúng không chị? Đỡ. Nó ngủ là nó tin là nó không có giật. Nó ngủ là nó như mà người ta dòm là tao không biết nó bệnh. Còn nó thức á, nó thức nó quờ dữ lắm. Nó chị nó mới đỡ chúng tôi lúc trước. Dạ gì lắm là... Thầy là chị nói là đi giữ nó luôn đi, rước nhà lại nhà ha. Cái lần chị mướn cái nhà kia ở à. Mướn nhà cái ở, cái rước thầy lại luôn, cúng luôn. Cái dắt đi á, người ta nhập nó dắt đi. Cái đủ kêu che mấy cái dùi ha, đi chị em bao nhiêu người theo nó, cái che mấy cái dùi đi như là đám vậy, mắc cười lắm. Người ta nhiều cũng nhiều người, người ta chỉ đó, là cái ông thầy đó tuốt ở Cần Thơ xuống. Rồi cuối cùng là trị là đâu có thiên giảm gì mà mất tiền đúng không? Không có giảm nào. Mà tiền càng ngày càng mất. Đi là không có hết là đi, ai chỉ đâu cũng đi, đợt đi hai mẹ con té xe cũng chết luôn. Đi đường ruộng đó, đường trơn đó. Té tính chết. 8 năm nay rồi. 8 năm nay chỉ nằm một chỗ thôi. Đừng có nhai miệng. Xấu đó. Nhờ có trời vật, mẹ nó mãi nổi bên cha mẹ nó mới đỡ. Chứ là nó còn phải dưới. Cái gầu, chi gầu. Người hôm nay anh thích có bán vé số không? Cảm quá trời, nghỉ 2 ngày nay. Nghỉ luôn hả anh? 2 ngày. Vừa mời mới bán. Rồi hôm trước là chị có trả tiền thầu số gì cho ảnh chưa? Tiền hả? Không, chị không có trả. Chị để đó, nhưng người ta cho thiếu. Người ta cho mình thiếu cái gì đó. Rồi chừng nào có bán thì trả ngày 50. Nhưng mà tiền thiếu 2 triệu hay gì kìa? 2 triệu gì đó. Trả chưa? Chưa. Sao mình không trả đi cho nó bớt nợ? Thấy ổng cũng dễ để khi con mình bệnh, khi đêm hôm không có tiền. Hôm nay còn hổng gài còn tiền nhiều không? Còn, chị còn, cái đó tiền sao chị còn? Tiền còn. Gửi còn được nhiều không? Còn được 4 triệu mấy. Còn được 4 triệu mấy. Vì cái đợt trước đó mình đâu có xài mấy đâu. Mình có dự định là mình sẽ sắm sửa gì thêm không? Trời ơi, xe chị hư banh tạnh, chị không muốn tiền sửa nữa cơ. Xe gì? Xe đậu hồi trước. Dán bánh chân. Rồi không ngờ ở nhà là rồi đâu có sự làm gì ra không tiền làm, đâu. Không làm, không có tôm luôn, tấm này không có tôm. Tôm làm có mấy bữa rồi cái bà mẹ bây giờ bà bệnh chảnh rồi, không có xuống ở đây, thầy không có xuống chơi. Vậy hả? Đâu hai em xuống đúng không? Không, mẹ bệnh này đi hết nổi, chích mấy ngày nay. Mà chị đâu có biết được rằng là bữa nay em ghé đúng không? Không, chị không biết. Em mới xuống đây nè. Dạ. Trời, nhìn kìa cái... Vậy đó, bà ban đêm khóc dữ lắm nè. Khóc hả? Khóc. Cái gì mới dạy. Khóc có nói lời gì không? Nói, mẹ ơi, kéo hoài luôn vậy đó. Cái gì mới nói, con ngủ thì con ngủ, con thức thì con chơi, con để cho mẹ ngủ đi. Mẹ bệnh là mẹ không có nuôi con được đó. Là không ai nuôi con hết trơn đó. Là con mình bảy con thúi luôn đó. Cái gì nói gì đó. Cái nó cũng dạy mà chút xíu luôn khóc nữa à. Nó kêu nó kéo nó suốt vậy đó. Dạ. Cái chị cho nó uống thuốc ngủ. Viên thuốc ngủ vô để nằm được một chút. Anh Thích ơi, có khi nào anh với con mình bị vậy nè, có khi nào sợ một ngày nào đó chị dứa bỏ mình ra đi luôn không? Sợ không? Không sợ. Hả? Không sợ. Mình sợ không? Vợ chồng mình chứ. Hai chữ con nhỏ cái còn mình rồi à. Chứ không sợ được. Có biết sao không thấy chị thương con đó, không bỏ con được đâu. Không làm như lắm chị cũng đi mấy lần vậy đó, đi về ngoài ở vậy đó. Rồi bạn nhỏ này nó không có chịu bỏ cha nó. Tại sao chị bỏ đi hả? Lên ngoại ở đó. Là ổng lại gì kia nọ gì đó chị dặn
cái đầu chị lên ngoại ở ngoại sát đây nè, cái kêu nó đi theo chị, nó không có đi, nó thương cha lắm, nó không đi. Ban đêm nó ngủ nó ghéo cha, nó mấy một đêm mấy giác vậy. Nó ghéo, nó không không nghe tiếng ổng rồi nó ghéo à, nó thương cha gì nó nó cha nó bán ngay ban đêm là nó đợi cha nó về ngủ, chứ nó không có ngủ trước cha nó. Cha ờ cha đây nè. Nó ghéo gì đó, nó ghéo hồi nào cha lên tiếng thôi. Còn ban đêm mà cha đi tối về ăn là nó đợi cha nó về ngủ, chứ nó không có ngủ trước. Nó thương cha đó. Cảm nhận được hết mà đúng không? Đúng. Được cái chương chị thấy gì ấy mà chị thương con, chị không có đi được. Đừng có được. Biết rồi cha đó, biết rồi. Ghéo gì lắm. Ghéo lắm. Cho nên nó là chị tội nghiệp lắm. Anh ảnh không lên tiếng là Tú cứ khóc kêu. Ghéo hoài vậy đó. Chủ đi về ngoại chơi nó không chịu đi. Nó không chịu đi. Nó không chịu đi đâu hết trơn á. Nếu như mà xét về cái cảnh khổ thì gia đình của chị là đúng là cực kỳ khổ luôn á. Khổ lắm chị, khổ lắm. Mấy đứa bạn rồi làm tôm mấy ăn, nó thương chị dữ lắm. Nó làm mấy ăn là công ty nào đâu, người ta đâu có cho ra vô gì đó. Mà tại công ty này nó cho chị ra vô, lúc nào cũng ra vô. Mà ở đâu cũng vậy chứ nha. Còn mấy chỗ khác xa xa chị đi không được, đi rồi bỏ nó không được. Nên nó kêu đáy gì phải chạy về xiết về. Gửi cũng gửi bà ngoại vậy mà bà ngoại không biết á. Cái nó khóc dữ lắm là phải chạy về xiết và xiết về. Chị làm cách 2 cây số, đây lên trên chợ nó cách 2 cây. Chạy về lắm. Sau này á lúc này là nó không cho ngoại đút nè, nó bấu nó ấy ra quá trời luôn, nó không chịu. Chị nghĩ sao nó biết nữa, nó giận mà ngoại nó sao nó biết, nó bấu nó xé ra vậy. Cái gầy nó thôi ngoại đút con ăn đi, là mẹ làm mới có tiền mà nó không chịu, nó khóc chị mới chạy về. Khổ quá ta, chạy về lắm. Bùi Hồ chỉ ở đây một tí xíu thôi nhưng mà cảm nhận được cái nỗi khổ của gia đình nè. Tú như thế này mọi việc chăm sóc đều nhờ mẹ hết à, chỉ lau mình thôi hả chị ha. Tắm ẩm là cầu tắm ẩm tắm à, giặt lần chị muốn chết luôn vậy. Ngoại nó kênh dữ lắm, nó kênh nó quyêu qua rồi, nó kênh nó ngay giò ngay cảnh như khó mặc đồ dữ lắm. Tắm xong cái ẩm lên giường, ẩm lên giường xong mới mặc đồ cho nó, mà nó kênh dữ lắm. Mỗi lần tắm là chị mệt dữ lắm. Một ngày tắm mấy lần? Một lần. Ngày tắm 2 lần hả? Sáng 1 chiều 1 lần. Ôi trời. Phải tắm, nó không tắm, nó không chịu. Nó không chịu. Nó mở mắt ra lại tắm liền. Hồi con gái nó rất kỹ. Kỹ dữ lắm. Vậy hả chị? Con gái nó kỹ dữ lắm. Nó ở riêng biệt với nhà chị làng rộng á. Nó ở riêng biệt là Hồng ơi, nó không ai bước Hồng cái gì, còn đồ ăn uống gì nó riêng biệt hết trơn. Nó khó lắm. Nó kỹ dữ lắm. Vậy hả? Ừ, kỹ dữ lắm. Sáng là tắm, đi ăn làng hoàng trên ăn uống thuốc. Hôm nay em có ở đây á, thì chị có thể ẩm cho em và mọi người xem cái cách mà chị ẩm ra sao, ẩm tới coi thử như thế ngồi, nào. Con ngồi mẹ ẩm không nha. Ẩm cho anh coi nha. Cho mọi người xem chứ không phải đây là một cái cách mà để quay lại cho cô bác. Quý anh chị xem về cái cách sinh hoạt hàng ngày của chị Dứa với lại Tú á. Ngồi ngồi lên. Đừng gương gương. Em gọi đứng vô cho chị hạ vậy. Ồ vậy, ồ trời. Cái gì nè. Ôi. Khi vô cầu. Cầu cái tắm xong cái ẩm nó nằm đây nè. Cho mặc đồ. Mặc đồ xong cái ẩm lên trước. Mà lúc vô tắm trong cầu á là nó giặt dữ lắm. Như một khúc gỗ á trời. Ừ, nó kênh như khúc gỗ vậy đó. Nó kênh gì là ít đó. Chút như vậy nó tắm nó mệt á. Là nó còn kênh dữ nữa. Nó kênh dữ lắm. Bởi vì mấy dì nó ai lại thấy bạn bè chị thấy ai cũng thấy sợ chứ đó. Nói là chị có sức á. Mấy ẩm nó được thôi. Chị bị
chị ẩm nó giờ sống chị bị chịch bên á, nó vậy á, cái phim bác sĩ á, chị nhức lưng chị nằm ngay đâu có được đâu, cái đi xuống dưới bác sĩ khám á là chị bị chịch sống, có phim à. Chị bị lệch xương sống hả? Ờ, chị lệch cột sống. Lệch cột sống luôn. Là... sao mà nằm ngủ nhức lưng quá chị không nổi nhức á. Nó giật không à. Cái bị lệch đi xuống dưới chụp hình bị lệch xương sống. Xương sống có chịch qua bên, cái bác sĩ nói như vậy chị. Hỏi có mặn gì nặng không? Nó đi mặn thì như kiểu mình không có nặng không? Mình chỉ ẩm con thôi. Ẩm con tới lui tắm rửa vậy đó. Rồi nặng thôi, bị gì nó kênh đó. Nặng chứ không có mặn gì nặng, gì như đi mặn thì mình cái có mười mấy 20 kg à, mình dinh vậy đâu có nặng đâu. Chị dưới có số tài khoản không? Có. Ờ, chút xíu nữa thì chị gửi qua cho em, Zalo qua cho em nha. Dạ để em có thể em biết được, để cho, có thể để cho mọi người có thể gửi trực tiếp ủng hộ cho mình. Đó, ấm gì làm việc mà mỗi lần nhu cầu nó làm dữ lắm. Chị cho nó ngồi trên đó cho nó bệ phải không? Chị mới vệ sinh nắm rửa rồi nó răng gội đầu vô nó ăn là nó trồ nó dãy lia chia chứ. Để ngoài trước đi em. Gì hả chị? Không có bạn. Mỗi lần nhìn cái cử động của Tú á khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Dạ. Yeah. Con đánh gà nó cũng khó lắm. Cắn bằng chải, cắn nghiến vậy đó. Khó lắm. Dưới cái miệng mình đừng nó nhai nữa đó, thấy không? Là đánh răng ha, chị mới lừa đánh nó nghiến qua, nó cắn khó lắm. Nó thích chị là nó vậy đó, nó ngủ nó im thôi mà. Nó thích được vào tới, nó ngồi luôn, nó làm. Chị mới nói con ngủ ban đêm, con không ngủ, con đánh thinh cho mẹ ngủ một chút đi, để mẹ mệt lắm. Cũng dạ dạ rồi xong cũng kêu à. Tối cái chị nằm thế này nè, nằm đắt đây nè. Rồi cái hí hí rồi sao mà nó không ngủ làm cái vắng mình, chị không nổi vậy á. Cái chị bò lên chị nằm chút xíu đây. Thì một chút cái nó ngủ bê cái chị xuống dưới này. Thấy mấy bữa lạnh quá trời, thấy miếng miệng nhỏ nè, cái này nằm đây. Không. Cái gì vậy? Dịch gió. Chị nói anh giờ còn ăn uống được mà ông đổ dơ giấy lắm. Mà chị đã ổng hay như vậy nữa, chị kinh hai người chắc chết. Nói gì ạ? À? Tú nói gì ạ à, chị? Dạ. Đó chị ra cho Tú, chị qua đây cho Tú kêu. Dạ. Gì cơ? Ừ. Nó nhớ cha nó lắm. Chút xíu nữa kêu à. Nhớ chứ. Dạ. Nhớ cha. Cái bữa chị làm cơm ở nhà với ngoại á, nó mắt cha nằm sát vậy nè. Bởi vì đâu ổng đi ăn vắng lâu không được với nó. Dần giờ gãy cái gì đó, nó nằm trên lầu chính. Cha nằm đắt chồ nó khóc luôn, thấy mấy người nằm chung khóc muốn chết luôn vậy. Cái đẩy xe lăn xuống cho gặp cha nó. Mà gặp cha nó khóc, mấy người kia khóc quá trời khóc luôn. Nó nhớ ổng á. Mẹ cho mẹ đuổi cha về cô ở nha. Không. Rồi mình về ngoại mình ở nha. Không có chịu, cỡ nó không chịu gì nữa. Ở cha vậy đó, theo suốt. Mỗi lần là phải ôm cha vậy đó hả? Ôm, một ngày ôm biết nhiêu lần nói. Cái vắng ông nó chịu không có nổi. Bộ lần nó không có bệnh, nó không có thương cha nó gì. Nó thương mà như kiểu nó không có ôm ấp cha nó gì. Mà ngày bệnh là nó thương cha nó nhiều. Đi giờ nghỉ rồi. Thương cha nó dữ lắm. Và là phải măng đầu, dò đầu. Dò đầu. Bóp đầu gì đó nó chịu. Thương ổng dữ lắm. Kéo áo xuống, kéo tôi xuống. Kìa. Là phải đưa cái đầu vô cái má của Tú rồi mới chịu. Đâu rồi sao thôi anh hết. Không đưa đầu vô nó làm không? Là hàng ngày là vậy đó. Cha con là vậy đó hả? Cha con vậy đó. Hàng ngày cha con vậy đó. Mặc dù là không nói được thành lời, nhưng mà những cái
cử chỉ, những cái hành động á của tình cảm hai cha con á cùng chung một cái số phận như thế này thì mọi người không khỏi kèm nén được nước mắt luôn mọi người. Và khi mà Bùi Hồ có mặt và chứng kiến được cảnh này thì phải nói là cực kỳ thiêng liêng nha. Ông bán cái số đâu gỡ 10 giờ về vậy. Là 10 giờ đi ắt là nó thức rồi đó, bắt đầu ông không dám đi đâu. Có mặc dù cho bà ngoại á. Này nghỉ bán tối rồi. Nghỉ bán tối. Tôi dục mặc gì cho bà ngoại, có bà ngoại cũng nghỉ luôn. Bây giờ mấy trăm giờ. Bà ngoại có bà ngoại nó cũng dẫn đồ cha nó gì đó rồi đi lên, cha nó không đi đâu. Còn dắt tối thôi đi. Là nó đợi cha nó về, nó nghe tiếng xe nó mừng dữ lắm. Thì ông bán 9-10 giờ. Nghe tiếng xe nó nói, cha. Không thôi, nghe tiếng xe nó hỏi chị. Đúng rồi, 8 giờ về. Ai? Đúng rồi, như vậy đó. Nó hỏi chị ai? Nó ai biết hả? Như ai? Coi. Thôi ai? Cha. Nó trông từ tiếng xe luôn á, nghe tối á. Ấy về cái ông trông, nó trông dữ lắm. Nó hỏi. Không thôi, trông điện thoại. Trong điện thoại dữ lắm. Điện thoại cha điện về đó, nó cha. Có khi nào mà nhắc chồng mình không? Không. Không hả? Nó sợ mình la nó. Nhưng hồi đó nó quen đó. Cái chị mới nói là con á, mẹ không có gả con bao giờ. Con muốn ở đâu thì mẹ gả đó. Chứ không phải như mẹ hồi đó, ông ngoại ép. Ông ngoại hồi đó không có chịu cha. Cho nên nó là chị chờ chị với ổng ngăn cách dữ lắm mới thành vợ chồng đó. Bên chị không có chịu ổng. Ngăn cách dữ lắm. Cái mình sợ con mình khổ như vậy đó. Nuốt được người ta bỏ. Mẹ không ép. Lớn lên là mẹ thương ai mẹ gả. Mẹ không ép cho nghiệp con. Không có, từ ngày bệnh giờ không bao giờ nhắc chồng hết. Không, nó sợ nhắc mình gầy nữa. Như vậy chị với nó gả sau này con có khổ rồi con chịu ơn. Nó sợ mình gầy nó khôn. Chị có hỏi rằng là nhớ chồng không thì Tú nói sao? Thương. Mấy cô nó thương. Thương lắm hả? Hồng đó, nó nói mình là Hồng, với nói mấy cô nó thương. Không thương chồng không? À. Nói mấy cô nó tâm sự mấy cô nó không? Lần nó còn gái. Em nhớ chồng không? Không nhớ. Thì một anh ở Canada gửi cho mình 4 triệu với lại một bạn giấu tên ở trên Facebook gửi cho mình 1 triệu nữa là 5 triệu ha. Thì đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân từ một anh ở Canada gửi 4 triệu. Dạ, chị cũng cảm ơn anh ở đó. Bởi tiện chị cũng mang ơn nhiều lắm. Đây là phần quà của anh ở Canada. Ở Canada, chị cảm ơn. Còn đây là 1 triệu, này là phần quà của một bạn giấu tên có ở trên Facebook gửi cho mình 1 triệu. Rồi, dạ, chị cũng cảm ơn. Ngày hôm nay thì có duyên thì em ghé đây để trao cho mình. Dạ, chị cảm ơn nhiều lắm. Đang ở nhà chăm cho nó, đang ăn uống cho nó, chứ chị cũng hòa thiện dữ lắm. Không dám xài chiếc xe hồi đó ông chạy bán số banh tành ở trên, chị cũng không dám sửa lại nó đâu chứ. Banh đó chứ, chị cũng không dám sửa, không dám gì tới. Cũng được Mạnh Thường Quân giúp đỡ thì cũng... Dạ. Chị cũng mừng. Đây là những cái phần quà rất là quý báu mà mọi người cùng chung tay nhau để giúp đỡ cho gia đình mình vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. À. Thì mong sao thì chị được hữu duyên, được mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn để trang trải trong cái cuộc sống. Và đặc biệt là với cái tình cảnh hiện tại thì anh thích di chuyển rất là khó khăn. Việc anh di chuyển bán vé số ở trên những cái con đường á. Đôi khi thì cái bệnh của anh nó giật bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là rất nguy hiểm khi mà phải ngã xe xuống như cô bác anh chị. Thì cũng mong rằng là mình cùng nhau cố gắng để mà vượt qua. Chị là một trong những cái hoàn cảnh mà cần được sự giúp đỡ và quan tâm của mọi người nhiều hơn. Tất cả các cô bác của anh chị là Mạnh Thường Quân cũng đã cùng đồng hành Bùi Hồ để mà hỗ trợ cho gia đình của chị Dứa nói riêng và gia đình của tất cả các hoàn cảnh khó khăn nói chung. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Và chắc có lẽ là chị sẽ nói một lời cảm ơn với tất cả các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ mình từ trước đến nay. Cũng ở trong những cái video clip trước, Bùi Hồ chưa có để cái số điện thoại cũng như là thông tin của gia đình của chị Dứa thì Bùi Hồ sẽ để ở trên đây ha. Chị lên chị coi mấy bạn nói sao mà có người hỏi xin số điện thoại chị mới nói mà em nó có để mà sao bị cái người kia nói chắc bà cho ba không ý gì không thấy. Chị cũng biết luôn, anh ta coi, anh ta không xem. Không sao, để tối nay em để lại, em ghim lại. Chị cảm ơn Mạnh Thường Quân và các chị em đồng hành với chị nhiều là cảm ơn nhiều lắm. Như kiểu ở nhà không có mặn gì hết trơn, đi được đó, đi mặn thì được, không có thất nghiệp. Mà như kiểu đi rồi không ai trông nó, đi buổi không làm, không có tiền. Rồi anh bệnh nữa, rồi anh nghỉ bán 2-3 ngày thì nghỉ 2-3 ngày vậy đó. Ông đi đâu nổi, con thấy ông yếu gì đó.
rồi không phải chi á, con Tú nó nói chuyện được á, chị làm nào nó vệ sinh nó diện nó kêu á thì mình chạy về, còn cái này nó cứ khóc không à, khó kêu lắm, khó ấy lắm. Điện có là chồng tiền này chị cảm ơn chị em với Mạnh Thường Quân nhiều lắm. Nhậm giấy chơi mà chị cảm ơn nhiều. Dạ giấy chơi mà ngoài nó bên cho mẹ rồi con tin mình phải tin đợi chơi mà nghĩa là mà ngồi bên trong mình cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của chị Dứa nói riêng và hoàn cảnh khó khăn nói chung. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.